Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tài Tuệ, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực về tài chính cá nhân và khởi nghiệp thông minh, với cái mục tiêu là giúp cho 1 triệu người Việt Nam có thể tiếp cận với tư duy tài chính, kiếm tiền thông minh, giữ tiền hiệu quả, nhân tiền an toàn. Ngày hôm nay thì tôi đang nói chuyện với lại Tào Thành Biên, một trong những người đồng đội, một trong những người đồng đồng bôn của chúng tôi trong một chương trình đào tạo về Ultimate Trainer về Digital Care. Anh ấy là một trong những diễn giả hàng đầu Việt Nam về đào tạo về đầu tư tài chính, làm giàu từ đầu tư và bản thân tài chính, và hôm nay anh sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức một xíu, những kiến thức về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân và làm thế nào có thể trở nên giàu có thông qua việc đầu tư về tài chính. Xin mời anh Thành Biên. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn anh Tuệ đã mời những cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Để trong cuộc đời chúng ta, để mong muốn mọi người, ai cũng có một cái mong muốn khát khao sớm đạt được tự do tài chính, sớm trở nên giàu có, thì có một cái điều kiện đầu tiên, đó là chúng ta phải biết cách tiết kiệm cái nguồn lực. Trong quá trình chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, chúng ta có nguồn thu nhập thì chúng ta phải biết cách làm thế nào để tiết kiệm nguồn lực, tiết kiệm được tài chính, và từ đó để chúng ta có được cái những cái đồng vốn để chúng ta có thể bước chân vào khởi nghiệp, bước chân được vào khởi nghiệp trong đầu tư tài chính, bước chân vào khởi nghiệp trong kinh doanh. Thì ở trong đầu tư thì nó có ba cái yếu tố cần quan trọng, cần lưu tâm. Đó là khi mà chúng ta có nguồn lực để đầu tư rồi thì chúng ta phải tìm được đến những cái kênh đầu tư nào. Thứ nhất là giúp chúng ta được tăng được cái giá vốn, và cái thứ hai là nó tạo được cái dòng tiền hàng tháng hoặc hàng năm, và cái thứ ba là chúng ta có thể biến những cái nguồn lợi nhuận đó để trở thành tái đầu tư để trở thành có thể phát sinh lãi suất kép. Thì khi mà thỏa mãn được ba cái tiêu chí đó thì giúp cho cái công việc đầu tư của chúng ta sẽ nhanh, tăng trưởng nhanh hơn. Và còn cái nữa là trong quá trình đầu tư thì cái điều quan trọng nhất mà dành cho chúng ta đó là cái kiến thức liên quan, những cái quy trình, những cái kiến thức, những cái công thức, những cái bộ quy trình giúp cho chúng ta làm thế nào để tối ưu hóa được quá trình đầu tư, giúp chúng ta đi nhanh đến thành công hơn và giúp chúng ta tối ưu hóa được nguồn lực. Thì có một cái đó là, một là chúng ta cần phải có người dẫn dắt, hai là chúng ta cần phải có cộng đồng để chúng ta đi cùng nhau. Thì có hai cái tiêu chí đó là giúp chúng ta đi bền và chúng ta có thể đi phát triển bền vững được. Vâng, xin cảm ơn. Rất tuyệt vời. Như anh vừa nói về vấn đề đào tạo và vấn đề về khởi nghiệp, đúng không nào? Thế nhưng mà anh Biên có thể thấy rằng ở Việt Nam chúng ta thì tại sao có một câu hỏi tôi hay đặt ra là tại sao những người giàu họ đầu tư đâu và cũng rất là thẳng và thành công, nhưng mà những người nghèo, những người trung lưu, hoặc những người nghèo, hoặc những người mà có một chút tiền, họ cứ đầu tiên vào đâu, đầu tư vào đâu là đừng mất tiền đấy. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao họ lại cho anh mất tiền nhiều đầu tư như vậy? Có cái nguyên nhân tôi cho rằng đến dẫn đến 99% những con người mà đầu tư chưa thành công là có lý do đến đầu tiên. Tôi cho rằng lý do then chốt nhất đó là liên quan đến kiến thức, liên quan đến hiểu biết. Bởi vì đa phần mọi người khi mà đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực gì đó thì họ chỉ tập trung nhăm nhăm vào lĩnh vực đó thôi, mà không, người ta không phân tích phổ quát cái lĩnh vực đó nằm trong ở cả bối cảnh chung của một cái thị trường nào đó. Thì muốn đầu tư được vào một cái sản phẩm cụ thể thì mình phải có bức tranh phân tích phổ quát toàn thị trường, phân tích toàn bức tranh toàn tổng thể của nó, xem là cái dòng tiền hiện nay là dòng tiền đi vào thị trường đấy là đang lên hay đang xuống, đang vào hay đang ra, thì lúc đấy chúng ta quyết định là đầu tư được. Và cái thứ hai là quyết định để thành công hay không, đó là mang tính chất thời điểm. Trong đầu tư thì cái thời điểm vô cùng quan trọng. Có thể một sản phẩm vô cùng tốt nhưng cái thời điểm chúng ta vào không tốt thì sẵn sàng có thể mua đúng đỉnh luôn, hoặc là cái thời điểm chúng ta vào không tốt thì cái tỷ suất lợi nhuận nó rất là thấp. Đấy, cho nên có hai cái tiêu chí quan trọng, đó là để đầu tư được thành công thì cái đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức. Anh có thể cụ thể hơn là kiến thức, và ví dụ như là để tôi thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta cái kiến thức về tài chính cá nhân cũng như kiến thức về tài chính phổ quát nói chung và nói cho cộng đồng thì gần như không có, các trường nào cũng không dạy điều này. Thì theo anh thì là một người mà họ muốn nâng cấp cái kiến thức lên thì họ cần phải học ở đâu và đọc những cuốn sách như thế nào? Hiện nay thì ở trong xã hội ta cũng có rất nhiều nhà đầu tư họ chia sẻ kiến thức đó qua những cái trải nghiệm, qua những cái cách mà họ đã làm, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi học lại các cái trải nghiệm của họ, thì lúc đó chúng ta sẽ đi được nhanh hơn. Cũng như giống như tôi cách đây 10 năm trước, tôi mò mẫm, tôi tự tìm và tự học thì cái thời gian rất là lâu, và cái thời gian lâu đấy có thể những người mà không đủ kiên trì sẽ bỏ cuộc giữa đường, đấy là một cái điều chắc chắn. Vì lúc cái thời gian tôi mới bắt đầu chân đầu tư, tôi là mò mẫm nó mất khoảng hơn 2 năm, gần 3 năm thì tôi mới rút ra được những cái kiến thức tôi cho rằng nó phù hợp với tôi. Và sau khi tôi áp dụng và thấy nó hay hiệu quả thì tôi chia sẻ lại cho người khác. Đấy, thì để mà có được những kiến thức đấy thì hoàn toàn mọi người có thể đánh đổi một chút thời gian, một chút công sức vào để vào để đi mua lại những trải nghiệm của người khác. Okay. Những người đã làm được thì tôi cho rằng như thế là rất là nhanh, rất là thông minh, đúng không nào?
Vậy thì cái trước khi mà họ học được kiến thức như vậy thì cái mà cái kiến thức nền tảng về tài chính thì tôi thấy rằng anh cũng đã từng chia sẻ vấn đề chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân. Thì cái quan điểm của anh là đối với một người mà gọi là đang công ăn lương bình thường, người mà đang gọi là hướng tới cái cuộc sống tự do về tài chính hơn nữa, thì họ cần phải làm gì cho cái việc quản lý tài chính cá nhân của họ? Thực ra quản lý tài chính cá nhân không chỉ dành cho người mới đi làm, mà quản lý tài chính cá nhân chúng ta phải bắt nguồn từ khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta được hướng dẫn nó càng sớm, được học tiếp xúc nó càng sớm thì chúng ta có trách nhiệm cuộc đời mình hơn, có trách nhiệm với những quyết định của mình trong tương lai hơn. Những kiến thức đầu tư tài chính cá nhân, những cái kiến thức của quản lý tài chính cá nhân thì chúng ta có thể hướng dẫn cho con em mình từ hồi tiểu học đến lớp 2 càng sớm hơn. Thì đến lúc mà chúng ta đi ra trường đi làm, thậm chí đã đang là sinh viên rồi, chúng ta phải biết cách quản trị cuộc đời mình như nào, quản lý cái con số của mình đang có như thế nào. Thì lúc đấy chúng ta cũng quản lý được con số thì chúng ta mới biết được là dùng cái nguồn lực đấy để đưa vào đầu tư. Đấy, thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể đưa bước tới thành công nhanh hơn. Rất tuyệt vời. Thì trong những cuốn sách mà tôi cũng được đọc là tất cả những guru trên thế giới về tài chính cá nhân họ đều nói rằng là cái bước đầu tiên là an toàn về tài chính, thì trong đó đều có một liên quan đến vấn đề là bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ cái nguồn thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay là cái tỷ lệ mà người dân tin vào bảo hiểm nhân thọ chưa được tốt lắm, và đến bây giờ thì rất nhiều người vẫn chưa có điều này. Thì quan điểm cá nhân của anh như thế nào về cái vấn đề xem là một người dân nếu như mà muốn an toàn thì cần bảo hiểm nhân thọ, thì quan điểm của anh về cái ý này như thế nào? Quan điểm cá nhân của tôi thì bảo hiểm nhân thọ như các nước phát triển thì hầu hết tất cả mọi người dân đều tham gia, và ở Việt Nam thì do cái tầm nhận thức của mình nó chưa đủ lớn, nên là có một lớp người ở lớp trên mới tiếp cận được thôi. Và quan điểm tài chính cá nhân của tôi thì đối với bảo hiểm nhân thọ thì tất cả mọi người khi đã có thu nhập là chúng ta nên trích một phần để chúng ta có thể sở hữu được một cái gói bảo hiểm. Bởi vì là bảo hiểm, tham gia bảo hiểm là một quá trình dài hạn, mỗi một năm, mỗi một tháng là chỉ bớt ra một khoản nhỏ thôi, hoàn toàn chúng ta có thể sở hữu được những cái gói. Nếu như những anh chị mà đang đi làm thì sở hữu một gói bảo hiểm khoảng 5 triệu, 10 triệu một năm là hoàn toàn có thể làm được. Mỗi một tháng bớt, tiết kiệm ra cái phần chúng ta thu ra, chúng ta bớt ra được khoảng 500 đến 1 triệu là một năm ta có một gói bảo hiểm khoảng 10 triệu đến hơn 10 triệu một năm rồi, rất là tuyệt vời. Bởi vì cái gói bảo hiểm thì nó có rất nhiều ý nghĩa. Trong gia đình tôi thì bảo hiểm nhân thọ thì cho hai vợ chồng đó là lao động chính là bảo hiểm đầu tiên, và thứ hai là mình mua bảo hiểm cho con cái để từ giờ đến lúc cháu các cháu 18 tuổi nếu như có cái rủi ro nào lớn nhất xảy ra đối với bố mẹ chúng thì các con cũng được bảo hiểm bảo vệ đến khi các con 18 tuổi. Ok, rất là tuyệt vời. Thế đây là một buổi phỏng vấn rất ngắn để cho một chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam đào tạo được những lực về tư duy về tài chính và cũng như là đầu tư. Thì nếu như mà các bạn mà mong muốn có thể được tiếp cận được với một cái lĩnh vực nó hoàn toàn mới ở Việt Nam, đó chính là đầu tư và làm giàu từ đầu tư, đây là chương trình của Phạm Thành Viên, một trong những diễn giả hàng đầu Việt Nam đang đào tạo những lực về trading cũng như là các kiến thức về đầu tư. Thì bạn có thể follow và tìm hiểu về Phạm Thành Viên, bạn sẽ dần search trên từ khóa là Phạm Thành Viên, bạn sẽ thấy công ty VinBox là một trong những cái tổ chức rất tuyệt vời. Và nếu như bạn muốn tiếp cận với những cái kiến thức nền tảng liên quan đến vấn đề tư duy thì tôi cũng có những cái chương trình đào tạo về kiến thức tài chính cá nhân với mong muốn là giúp cho bạn có thể kiếm tiền thông minh, giữ tiền hiệu quả và nhân tiền an toàn. Thì bạn có thể tìm hiểu xuống dưới, bạn có thể chạm vào những đường link bên dưới để tìm đến những cái chương trình như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn đã xem. Rồi, okay. Cảm ơn anh Điện. Xin chào và hẹn gặp lại.